rồi ok hello anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với dtn gamer cũng như là dtn gamer online anh em nhé và trong video này mình sẽ giới thiệu anh em một lối build của con uh, kỳ sĩ trắng paragon uh, khá là thú vị và lối build này chúng ta sẽ không nhất thiết là phải có cái vũ khí cái dây chuyền đỏ mà chúng ta có thể bill uh, tự do chút xíu và chơi cũng khá là vui thử chơi anh em và trong video này thì cái build này chưa có chuẩn đâu chưa có chuẩn cái bạn ấy chưa đồ đâu mà chứ cộng chính cùng cái rồi mà đi bếp nó cũng khá là ổn rồi à, và có một điểm hay nữa mình muốn giải thích trước cho anh em là cái con này anh em thấy là khi mình cầm mấy cây trượng này thì anh em thấy không mình sẽ không thể nào lướt được này nhưng mà tí nữa khi mà mình biến thành cái con vị thần ấy, thì auto tô mình sẽ tự nhảy được luôn được chưa anh em và sát thương thì nó sẽ không nhất thiết là mình phải đánh mình chỉ đơn giản là đây mình chỉ cần đứng im thôi là đánh nè. Đây, mà khi mà mình không biến thành thần thì cơ bản là mình sẽ tự gây sát thương ra xung quanh khoảng 14 triệu nè. Đó, 12 triệu nè. Và khi mình hóa thần lên nè. Này, này, hóa thần lên nè. Nó sẽ trưởng to hơn và mạnh hơn. Đó. Đó, 48 triệu. Có lúc nó nhảy một trăm mấy chục triệu anh em. Tùy, tùy vào sự may mắn. Tại bảo kích nó cũng không có nhiều á. Nên là nó sẽ như vậy. Còn hôm qua là nó nhảy được 2 300 m có lúc 5 600 m luôn. Mà nó báo sao nó hôm nay nó bị giảm sát thương xuống á. Đây, anh em búp này lên sau đó anh em có thể hóa thần sau đó anh em trưởng này mình, đây. mình hóa thần này mình có thể nhảy được nè. Đây. đây hóa thần là mình hóa thần lên mình nhảy được nè hóa thần lên nhảy được nè ảo tại vì hóa thần lên là dạng cầm búa mà nhảy được đó rồi bây giờ mình đánh quái thử nha đánh quái thử xong rồi mình sẽ giới thiệu lên cái build này mình ô oh, đây cái nối bạn bè này khá là hay nè mình sẽ đánh thử cái build này um, không cần đụng tay đụng chân nhiều nè đây đi thôi đi thôi cứ đi thôi thậm chí là khi mà không có biến thành thần thì mình vẫn có thể giết quái được anh thấy không đây trưởng đó đơn giản rồi anh em cứ chạy thôi cứ chạy thôi mà nó nó bị thụ động anh em nó bị thụ động nó kiểu như là nó sẽ không có không có kiểu như là sát thương liên tục mình phải hiểu được là mình làm sao để cho cái việc là nó nổ này nhanh hơn được chưa anh em đó, nếu mà nó nổ nhanh hơn thì nó sẽ rất là mạnh luôn anh em có thể bam những chiêu thức nếu anh em muốn còn không thì anh em chỉ cần chạy bộ thôi là nó sẽ nổ chết đó được chưa anh em <laughs> ok không thần không giống thần không giống thần không này biến thần biến thần nè cần gì nếu là đã thần thì anh em cần gì phải đụng tay đụng chân nhưng mà anh em có thể nhảy để phá map và gây sát thương các kiểu tùy anh em ok ok chưa đây mà cứ đi là mình đánh này đó đặc biệt là những cái này thì anh em nó có điểm hay là khi mà leo leo van đó quái đông các kiểu anh em thì anh em cứ đi vòng vòng là chữ chết thôi khá là thú vị ha ok chưa còn cái bi bàn tài để sau nha cái bàn tài bạn chưa pha được cái dây đỏ anh em ạ chịu đó lâu lâu nó nó, là hết chữ nó hết chữ này mình lại phải uh, hóa thần lại đó là chữ tiếp này ok chưa ok chưa <laughs> má lười lười mà chơi con này cũng vui anh em lười chơi con này cũng vui anh em và anh em yên tâm nhé anh em mà build cái dạng mà có dây chuyền đỏ và gõ búa cũng ok nó cũng tương tự như vậy tại vì mình xem đây là một nguồn sắc thương phụ cũng được mà mình xem theo kiểu là sắc thương chính cũng được hiểu không này không đó rồi anh em nào quan tâm build thì bây giờ chúng ta sẽ đến với build này nha Với cái build này thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái yêu cầu đó chính là chúng ta sẽ phải đi gacha Gacha đồ, gacha đồ thì anh em mấy anh em hỏi hay gacha đồ ở đâu đó, thì mình gacha bằng rương nè Xong mình phải có chìa khóa ha, mình gacha thì nó sẽ có ba phong cách à, Vũ khí, rương và rương trang sức sau đó anh em chọn duyên Ở đây thì mình sẽ chọn bảo tố hồi tụ bắt tố hồi tụ mình rùa phòng cụ làm sao mà nó ra được những cái món như thế này anh em nha, đây cái món này nó sẽ có sát xương đi chớp thêm này và sát tư vật lý thêm nè Ồ, oh, sinh tháo bánh tháng này đó ok còn cái này nó có chi chấp thêm nè giáp nặng binh quang và dây ủng chiến cố thì cái này nó cũng sẽ có sát thương liên kích và sát thương nó mang thêm mà nó chung tập trung hai món này ok không được chưa bảo tố hồi tụ và phép tán rồi bây giờ thì đến với build những cái duyên quan trọng của cái lab này nó sẽ bao gồm nó cái chữ liên tục như vậy đầu tiên thì chúng ta sẽ cần cái hồi chiêu hồi chiêu để cho nó nó gây sát thương liên tục đó là cái chiêu này nè anh em thi triển nè thi triển phạm vi nè À để xem, nó này nó không có ghi thời gian ha. Gây nè, nhận được thần ân đồng thời tạo sát thương diện rộng mỗi lần loại bỏ khiên hộ thể, khi loại bỏ khiên hộ thể. Giá trị khiên hộ thể sẽ ảnh hưởng. À vậy là cái chiêu thức này không phải là chiêu thức không mà nó là nó nổ cái khiên. Nó sẽ nổ cái khiên anh em. Mục đích của cái chiêu thức này là nó sẽ nổ cái khiên, nổ cái khiên ra gây sát thương vậy là nó còn phụ thuộc vào cái chút phụ vàng nữa. Và cái này cái hai giây một lần thì nó mới nổ và dựa theo được máu, vậy là máu anh em càng nhiều thì anh em sẽ gây được dạng gì sát thương và auto nó chí mạng Được cho anh em ý tưởng của chiêu thức này là như vậy ha giờ hai chiêu này chúng ta tăng mát là đúng rồi Được cho anh em sát thương thì sát thương rồi chiêu này và thêm cái này nữa cái này nữa đây 600 phần sát thương đi chớp khá là lực Ok rồi những nhân phận cần thiết cho nó sẽ bao gồm là uh, bậc thầy ma thuật để lấy hồ chiêu nè tâm trọng vô hạn thì cái này lấy bonus tỷ số với lại sát thương tiêu chớp nên anh em có thể sử dụng sử dụng nha sử dụng khá là ngon nha Kiểu thiết vàng là ba món bồ vàng linh hồn đại ca ở đây để ý thì linh hồn đại ca thì nó sẽ có một điểm hay đó chính là nó sẽ có cảm giác giống như nó xuyên giáp anh nè nó có như cảm giác xuyên giáp á và nó sẽ gây sát thương đánh ở xung quanh nên hiện tại là nếu anh em bị vũ khí thì anh em có thể sử dụng cây trường đại ca này tại vì nó đã có khuếch tán rồi sau đó anh em kết hợp chung với lại một cái chiêu sức mạnh nữa là thì nó sẽ giúp anh em thêm nhiều sát thương hoặc là nếu anh em build thì trong những cái duyên ở đây có bảo tố hồi tụ thì anh em có thể lấy bảo tố hồi tụ ở cái duyên chiêu sức mạnh sau đó anh em bỏ chip vào ha thì cho nó mạnh hơn được chưa anh em? Cơ bản là ý tưởng là vậy. Cả với trường đại ca. trường đại ca thì tất nhiên là farm ở map đại ca rồi. Trường đại ca thì anh em farm map này nè. Trường đại ca anh em farm map này nè. Đó. Hiện tại thì mình thấy anh em build rất là nhiều về cái loại vũ khí này. Đến là cái map sống nó hồ báo nè. À, farm thẻ mới là farm đồ ở đây anh em farm ha. Sau đó anh em ráng roll cái tia chớp ra. Mình nghĩ là cái lối build này cũng rất là ok ở chỗ là đây anh em thấy là chỉ số của bạn hiện tại đang là à, thỉnh thoảng thì nó sẽ chỉ là 70 còn 76 thôi nếu như anh em bonus sát thương bởi tiêu chớp nhiều thì nó có thể nổ một phát có thể vài b vài b vài trăm m hoặc là b cũng được nói chung được nói chung là tùy thuộc vào cái lượng sáng tiêu chớp anh em thêm á nó sẽ càng nhiều càng tốt ha sát thương một kích nữa được chưa anh em đó mục đích sát thương này là nổ giáp ra anh em nhé này là sát thương nổ giáp vừa tạo giáp vừa nổ giáp đó rồi về duyên phần kế tiếp cũng có giáp nặng ba món giáp nặng để tăng thêm kháng đi búp với lại giảm sát thương tân thủ nhân đôi chiêu thức xung quanh nó tính sang tân thủ nhân đôi ba tân thủ nhân đôi nhé ba khuếch tán ba khuếch tán để cho chiêu thức nó rộng ra ba chuyên sức mạnh để nhiều máu ở đây thì mình khuyến khích anh em chơi full sức mạnh vì con này được khuyến cáo là đi theo sức mạnh ngon hơn ha và đây khuếch tán hát thần nữa để to thêm ở đây anh em để ý là bạn ấy chơi sẽ có ba bảo tố hồi tụ luôn và ba khuếch tán thì đơn giản thôi bảo tố và khuếch tán thì nó chỉ làm sát thương to ra thôi ha phạm vi nó to ra thôi ha và bảo tố hồi tụ thì nó tăng sát thương nhưng nó làm nhỏ phạm vi nên là anh em chơi phun khuếch tán để cho nó bù trừ cho cái bảo tố hội tụ để cho cái vòng nó to ra chứ nếu mà anh em mà muốn sống ảo thì anh em có thể bỏ luôn khuếch tán anh em ơi với trụ sát thương sẽ to hơn nhưng mà cái này thì chúng ta chỉ cần phun khuếch tán để nó làm to chiêu thức sau đó bảo tố hội tụ nó tăng sát thương nhưng nó làm nhỏ phạm vi lại có nghĩa là như vậy thì nó sẽ là cân bằng được chưa anh em đó về duyên phận của nó đơn giản chứ là tân thủ chuyên sức mạnh thôi à, bảo tố hội tụ nghe phun sát thương thôi ha ở đây có điểm hay là thêm đại ca thì nó nổ sắc thương to mới lại giống như là xuyên giáp. Ok chưa? Về cơ bản là như vậy. Rồi, về điểm thì full sức mạnh nha, full sức mạnh. Con này full sức mạnh máu càng nhiều còn tốt tại mình đang chơi theo nổ giáp. Và anh em chơi hướng nào cũng vậy, chơi máu nó vẫn tốt nhất. Con này được khuyến khích đi theo máu mạnh hơn. Anh em mà bi phép thì chắc là để video sau đi, cái dịp khác đi ha. Rồi, kế tiếp thì uh, kỹ năng, kỹ năng thì chúng ta sẽ ba ánh sáng thần ân. Bốn pháp trận thần thánh pháp trận này để bút thêm sát thương tí chấp thêm nữa này khá là ngon. Một điểm lửa thánh, bốn điểm hào quang, ánh sáng, một điểm siêu phàm, siêu phàm này mình nghĩ là anh em có thể uh, tăng nhiều điểm một chút, mục đích đó là để hồi chiêu liên tục, nhiều khi là mình biến thành cái dạng thần không đủ, đó. nên là tốt nhất là mình có thể tăng nhiều điểm một chút ở đây, nếu mà bạn tăng một điểm cũng được, tùy bạn. bốn điểm còn kiên quyết, đo kiên quyết thì mình sẽ tăng điểm quyết tâm, nên cái này chúng ta phải tăng mát và sẽ cần cái quyết tâm này, quyết tâm này nó sẽ hồi chiêu và nó sẽ giúp cho những cái chiêu thức của anh em nó, nó, nó mạnh hơn nữa, nó chung rất là nhiều thứ. Cái, cái, điểm quyết tâm thì nó là bạn của lính canh rất quan trọng ha. Ở đây là chúng ta có thể lấy hào quang lính canh phòng thủ sát xuất cản đòn và đòn đánh nhảy vọt cái này là chiêu cơ động khi mà anh em biến thành thần thì anh em có thể nhảy được cho dù anh em cầm bất cứ vũ khí gì tại vì cơ bản là mình lên là mình thành búa khiên rồi nè đó nếu mà anh em cầm gậy phép anh em cũng không có lo vấn đề đó tại vì anh em cứ biến thành thần để anh em có thể nhảy được điểm hay của class này là vậy mình cũng khá là bất ngờ ok rồi đây thì uh... rồi vậy thôi ở đây bạn còn dư một điểm nó nhìn nhà huê vậy rồi ở đây thì tăng 4 điểm hóa thân ánh sáng thì chúng ta sẽ được có uh, sát thương đi chớp thêm và sát thương kháng đây rồi kháng đi chớp các kiểu nhận được 120 trăm phòng phòng thủ con này hoàn toàn anh em có thể build phòng thủ số lượng cực lớn luôn anh em anh em có thể tăng thêm build những cái chiêu mà cộng giáp cộng đồ để build phòng thủ làm tăng cơ cũng khá là hay rồi à, chúc phúc sức mạnh thì mình tăng 4 điểm ha tăng 4 điểm vào thì nó sẽ thi chuyển phạm vi tướng công sát thương điều chỉnh 240 trăm cái này nó sẽ À, giúp cho nó sát thương mạnh hơn à, thì cơ bản thì mình không dùng búa mình không dùng búa thì lúc mà mình biến thành dạng thần á thì nó vẫn nó vẫn từ gõ luôn em nó vẫn từ gõ cái này luôn nó tưởng từ gõ cái này luôn tại vì nó thể có ba búp mà hiểu không anh em hiểu không hiểu cái build được không cái con này nó có nghĩa là cái cơ chế của con này nó hơi lạ hơn những cái con khác ở đây nữa không không nhất thiết anh em phải đánh đánh chủ động thì anh em tăng chiêu búa thiên giới còn không thì anh em chơi theo kiểu này thì khi mà dạng hóa thần thì nó sẽ gọi luôn ba búp ra ok chưa được chưa anh em ở đây thì chúc phúc vững vàng Chúc phúc vững vàng là cái chiêu quan trọng mà nhất á Khi mà gây nhận 30% mức HP tối đa lên thêm khiên nè Cái này vừa tạo khiên cho anh em nè Đấy Và tính nó nổ thì cũng sẽ nổ dựa theo cái khiên đó Đây là chiêu này Được chưa anh em Được chưa anh em <laughs> Nó nhiều anh em chắc sẽ bị rối ở giai đoạn này Nói chung là cố gắng tăng vậy đi Anh em hiểu cơ chế nó vậy đi ha cái này thì nó giúp cho nổ khiên Cái khiên nổ thì nó sẽ có chắc thương Mà cái này nó giúp nổ khiên nhanh Ok chưa đó và nổ khiên thì gây thêm thất thương nè đó ví dụ như anh em tăng mắt chiêu này mà anh em không tăng chiêu khiên này thì coi như vô dụng ok không đó kiểu gì vậy đó đó được chưa anh em mình cũng không biết giải thích sao cho anh em dễ hiểu nữa đó. khá là dị và cái đơn giản là mình cứ đứng đây thôi đứng đây thôi đứng đây thôi, đứng đây thôi. Này, mình búp này xuống trước nè rồi gọi vị thần lên gọi vị thần lên đó được chưa anh em Rồi còn cái gì để nói nữa không ta <laughs> Con này thì tập trung vào chỉ số sức mạnh Và những cái dòng sát thương tiêu chết thêm là được ha Anh em thấy đồ của bạn rất là lỏ anh em Đồ bạn rất là lỏ Cái duyên của dây chuyền thì nó Nó cất xó này anh em thấy không Đấy anh em hoàn toàn có thể lối biêu này cực kỳ mạnh Tại vì đồ rất là lỏ anh em Đồ này từ con khác bỏ qua đó Mà anh em thấy ok không Chỉ có cái vũ khí là mới thôi Vũ khí chưa chip 7 nữa Đồ chưa roll nữa Mà nó cũng có thể ảo được như thế này rồi Đây là một cái con có thể nói là khá là mạnh Mạnh hơn những gì mà teaser nó nói lên thậm chí teaser cho cái 5 giây thôi được chưa anh em đồ thì cái bảo tố hồi tụ tương thủ nhân đôi mới khuếch tán xong còn dây chuyền này mà fix thêm đòn đánh mạnh hay cái gì đó nữa Thì sắc thương sẽ còn to hơn nữa ở đây thì bạn ấy cũng chưa có leo đâu, nên là cũng không có gì đặc biệt mình cũng không có uh, chắc cũng chưa có um, van kia đâu anh em ạ nhưng mà cái video này hay ở chỗ là mình có thể thấy được rằng là con quỷ này nó mạnh vãi cá nồi đúng không đúng không anh em chưa có build gì tầm ghê gớm hết đúng không anh em đã thế này rồi đấy cứ tập trung vào bảo tố hội tụ tân thủ nhân đôi khuếch tán và chi sức mạnh ok chưa tăng phun sức mạnh chiêu thì uh, tăng theo bảng này là sau ok bye bye hẹn gặp lại nên các video sau nha các bạn theo dõi nếu như mà có những cái video đầy đủ hơn thì mình sẽ cố gắng mình làm cho anh em dễ hiểu nha bye bye